tiền vệ Granit Xhaka đã được bầu là đội trưởng mới của Arsenal trong cuộc bầu chọn của các cầu thủ. Tuy nhiên, có 3 lý do cho thấy đây là một quyết định sai lầm. Sau màn trình diễn ngớ ngẩn trong chiến thắng nhọc nhằn trước Aston Villa 3-2 hồi cuối tuần trước, khiến Xhaka bị la ó rất nhiều. Từ khi Unai Emery đến, ông đã được giao nhiệm vụ xây dựng lại đội bóng và đưa người hâm mộ trở lại Emirates. Nhưng với việc chọn Xhaka làm thủ quân, ông sẽ phải đối diện với làn sóng phẫn nộ của các cổ động viên. Không có cầu thủ nào mắc nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua hơn Xhaka trong 3 năm tại Premier League. Vị trí của anh đang bị lung lay dữ dội vì phong độ cao của tài năng trẻ Matteo Guendouzi cũng như sự ổn định của Lucas Torreira. Chính vì thế, nhiều khả năng cầu thủ người Thụy Sĩ sẽ phải ngồi trên ghế dự bị nhiều hơn là ra sân. Vậy anh còn chỉ đạo được ai? Huấn luyện viên Emery từng tuyên bố sẽ tôn trọng lịch sử của câu lạc bộ và sẽ chọn đội trưởng dựa trên sự tín nhiệm của các cổ động viên cũng như những điện thoại cũ. Tuy nhiên, ông lại cho các cầu thủ tự bầu và cuối cùng Xhaka là người được chọn. Sự không nhất quán đang làm uy tín của Emery giảm sút rất nhiều. Huyền thoại của Arsenal là Martin Keown thừa nhận ông rất ngạc nhiên khi Unai Emery chọn Xhaka làm đội trưởng và ông cho rằng Pierre-Emerick Aubameyang sẽ là một lựa chọn tốt hơn.